Năm 2020, VTV24 tiếp tục khẳng định thương hiệu một trung tâm sản xuất tin tức mạnh của Đài truyền hình Việt Nam dựa trên 4 nhận diện: dân sinh, kinh tế, công nghệ và thiện nguyện truyền cảm hứng. Với cách tiếp cận dân sinh, chỉ sản xuất những gì mà khán giả muốn xem. Chuyển động 24 giờ đã trở thành điểm hẹn trong ngày không thể thiếu của mỗi gia đình. Những phóng sự điều tra độc quyền, những góc nhìn báo chí sắc sảo, thông tin văn hóa, đời sống, sức khỏe, môi trường, tất cả đều có trong các bản tin dân sinh của VTV24. VTV24 là đơn vị sản xuất thông tin kinh tế hàng ngày của Đài truyền hình Việt Nam. Chỉ số VN Index đã tiến gần về mốc 800 điểm. Các bản tin tài chính kinh doanh, tài chính tiêu dùng, tạp chí kinh tế cuối tuần, chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng liên tục cập nhật và bình luận các thông tin kinh tế thị trường trong nước và thế giới. Tạp chí kinh tế cuối năm là chương trình truyền hình đặc biệt nhìn lại những vấn đề kinh tế nổi bật trong năm và quá trình chuyển dịch số đang diễn ra trên quy mô toàn cầu. Công nghệ không chỉ là xu thế thời thượng, công nghệ sẽ tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Cuộc sống luôn cần những câu chuyện nhân văn và truyền cảm hứng. Những cái gì tốt đẹp, ươm mầm thì nó sẽ được nảy mầm rất là tốt đẹp. Và đó cũng là một trong 4 nhận diện thương hiệu các chương trình truyền hình do VTV24 sản xuất. Tất cả sẽ được VTV24 phân phối đa nền tảng: TV, báo điện tử vtv.vn, VTV Go và hệ thống social hàng triệu lượt tương tác của Đài truyền hình Việt Nam. VTV24 cập nhật, chuyên nghiệp, đa nền tảng.